Chào các em học sinh lớp 9 trường Chu Văn An. Ở những tiết học vừa qua, cô và các em đã tìm hiểu qua hai vùng kinh tế của nước ta, hai vùng kinh tế nằm ở phía Bắc đó là Trung du miền núi Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng. À, tiếp theo đây chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp cái vùng kinh tế thứ ba à, đó là vùng bắc trung bộ à, là một cái vùng kinh tế nằm ở miền trung nước ta à, sau đây chúng ta sẽ xem, à, xem lại cái phần vị trí của vùng bắc trung bộ trên à, lược đồ các vùng kinh tế của nước ta ở vùng Bắc Trung Bộ chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung của vùng này qua hai bài học, đó là bài 23. Ở bài 23 chúng ta sẽ tìm hiểu phần thứ nhất đó là vị trí địa lý, thứ hai là điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, thứ ba là đặc điểm dân cư xã hội. Với cái đặc điểm thứ ba này thì các em sẽ tự học các em nhé. Qua đến bài 24 chúng ta sẽ tìm hiểu về nội dung thứ tư đó là tình hình phát triển kinh tế và nội dung thứ năm đó là các trung tâm kinh tế của vùng. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu ở bài 23 qua nội dung thứ nhất đó là vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ. Mời các em quan sát một cái bảng số liệu về diện tích và dân số các vùng kinh tế của nước ta năm 2002. Với cái bảng số liệu này chúng ta đã từng nhận xét là cái vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ có cái diện tích lớn nhất trong 7 vùng kinh tế và vùng đồng bằng sông Hồng là vùng có diện tích nhỏ nhất trong 7 vùng kinh tế. Thế còn qua đến vùng Bắc Trung Bộ thì sao? Ở vùng Bắc Trung Bộ vùng này có cái diện tích là 51.513 km vuông chiếm à, 10... 5,6% diện tích của cả nước và uh, nếu so sánh diện tích với các vùng kinh tế khác thì cái vùng này uh, có cái diện tích đứng hàng thứ ba sau Trung Du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên. Còn về dân số năm 2002, vùng này có cái số dân là 10,3 triệu dân, uh, chiếm 13% dân số của cả nước. Nếu so sánh dân số uh, với các cái vùng kinh tế thì uh, vùng Bắc Trung Bộ đứng hàng thứ năm về dân số sao và vùng đồng bằng sông Hồng, vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và vùng Đông Nam Bộ tiếp theo đây chúng ta sẽ theo dõi một cái lược đồ tự nhiên của vùng bắc trung bộ dựa vào lược đồ này chúng ta sẽ cùng xác định phần vị trí địa lý giới hạn của vùng bắc trung bộ đầu tiên chúng ta theo dõi trên lược đồ chúng ta thấy có cái hai cái dãy núi chúng ta cần lưu ý nè đó là dãy tam điệp và dãy bạch mã giới hạn của vùng là kéo dài từ dãy tam điệp đến dãy bạch mã vùng có đặc điểm về hình dạng là hẹp ngang À, chúng ta nhìn ở phía bắc của vùng nè phía bắc của vùng giáp với đồng bằng sông hồng ở trung du miền núi bắc bộ phía nam giáp với duyên hải nam trung bộ à, phía tây giáp với lào và à, phía đông giáp với vịnh bắc bộ thuộc biển đông à, như vậy với cái vị trí địa lý như trên có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát triển kinh tế của vùng À, chúng ta thấy vùng có giáp với vùng đồng bằng sông hồng nè à, chúng ta biết vùng đồng bằng sông hồng là vùng có nền kinh tế phát triển năng động ở phía bắc à, do giáp với đồng bằng sông hồng nên à, vùng bắc trung bộ à, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của vùng đồng bằng à, sông hồng trong cái quá trình phát triển kinh tế và vùng bắc trung bộ được xem là cầu nối giữa miền bắc và miền nam giữa các vùng kinh tế phía bắc và các vùng kinh tế phía nam được xem là cửa ngõ của các nước láng giềng ra biển đông và ngược lại các nước láng giềng đó chính là đông bắc thái lan và lào và đồng thời vùng bắc trung bộ cũng được xem là cửa ngõ hành lang đông tây của tiểu vùng sông Mê Công do, do có giáp biển ở phía đông nên vùng bắc trung bộ có điều kiện để phát triển các ngành kinh tế biển như là đánh bắt nuôi trồng thủy sản giao thông vận tải biển du lịch và khai thác khoáng sản à, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp xem là trong vùng gồm có những cái tỉnh nào các em nhé và đầu tiên À, chúng ta xem ở phía bắc của vùng nè phía bắc của vùng à, có tỉnh thanh hóa, vùng thứ chúng ta xem cái vùng à, bắc trung bộ tỉnh thanh hóa nằm ở phía bắc này ha. Tiếp theo à, tỉnh thứ hai đó là nghệ an, tỉnh thứ ba đó là hà tĩnh, tỉnh thứ tư đó là quảng bình chúng ta xem ranh giới giữa các tỉnh nè tỉnh thứ năm đó là tỉnh quảng trị và tỉnh thứ sáu đó chính là thừa thiên huế như vậy là trong vùng bắc trung bộ có tất cả là 6 tỉnh các em nhé như vậy là vừa qua cô và các em đã tìm hiểu xong nội dung thứ nhất về phần vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ của vùng bắc trung bộ à, đây là phần nội dung ghi bài à, nội dung thứ nhất vị trí giới hạn lãnh thổ của vùng chúng ta sẽ à, tìm hiểu tiếp nội dung thứ hai à, đó là điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. Ở phần nội dung thứ hai này, cô và các em sẽ cùng nhau trả lời một câu hỏi như sau. À, dựa vào hình 23.1 và bản à, kiến thức của bản thân, hãy nêu đặc điểm địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất đai, à, khoáng sản, à, tài nguyên biển của vùng Bắc Trung Bộ và những cái yếu tố trên đem đến những cái thuận lợi và khó khăn gì cho việc phát triển kinh tế của vùng à, đầu tiên là chúng ta sẽ xét về phần điều kiện tự nhiên của vùng trước trong phần điều kiện tự nhiên yếu tố chúng ta xét đầu tiên đó là địa hình chúng ta nhìn cái lược đồ bắc trung bộ nè chúng ta thấy cái phần màu sắc ở phía tây chúng ta thấy chủ yếu là màu vàng và màu đỏ nè màu vàng và màu đỏ đó là địa hình gì các em đó là địa hình uh, núi đồi và gò và cái màu xanh lá này là địa hình đồng bằng như vậy địa hình của vùng bắc trung bộ có sự phân hóa từ tây sang đông thiên nhiên nơi đây cũng có sự phân hóa từ tây sang đông phía tây là có núi gò đồi còn phía đông thì có đồng bằng tuy nhiên ở phía đông này chúng ta thấy bắc trung bộ có nhiều dãy núi đâm ngang ra biển chính vì những cái dãy núi này nó đã chia cắt cái dải đồng bằng hẹp ven biển của bắc trung bộ ra thành nhiều đồng bằng nhỏ và ở phía tây của bắc trung bộ có một cái dãy núi rất là tiêu biểu đó là dãy trường sơn và cái đoạn ở bắc trung bộ này là đoạn Trường Sơn Bắc, dãy à, Trường Sơn được xem là ranh giới giữa nước Lào với Việt Nam. À, Lào nằm ở sườn Tây của dãy Trường Sơn, còn Việt Nam là nằm ở sườn Đông của dãy Trường Sơn. À, chúng ta à, xem à, cái dãy Trường Sơn này nó có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu của vùng. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp qua à, yếu tố thứ hai đó là khí hậu. À, dựa vào à, hình cũng như là kiến thức đã học hãy cho biết à, dãy núi trường sơn bắc có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu của vùng bắc trung bộ à, như chúng ta biết à, khí hậu của Việt Nam nền tảng chung là khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa trong năm có hai mùa gió đó là mùa gió đông bắc và mùa gió tây nam à, mùa gió đông bắc à, hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 4 à, năm sau còn gió mùa mùa hạ thì hoạt động trong khoảng từ tháng 5 cho đến tháng 10 à, và à, ở vùng bắc trung bộ này cái dãy trường sơn nó có ảnh hưởng sâu sắc đến khí hậu của vùng có thể xem rằng dãy núi này là cái bức trắng một cái hàng rào trắng các hướng gió thổi đến bắc trung bộ chúng ta biết là vào mùa đông thì vùng này có gió mùa đông bắc hoạt động tính chất của gió đông bắc là lạnh và khô và những cái vùng ảnh hưởng trực tiếp của gió này đầu tiên đó là vùng trung du miền núi Bắc Bộ rồi đến đồng bằng sông Hồng tiếp theo đó là là vùng Bắc Trung Bộ tuy nhiên gió mùa đông bắc trước khi vào lãnh thổ của Bắc Trung Bộ là nó đi ngang qua Vịnh Bắc Bộ nên nó đã mang theo nhiều hơi nước của miền biển đến với cái vùng Bắc Trung Bộ làm cho thời tiết nơi đây trở nên mưa nhiều À, có mưa nhiều vào mùa đông à, như vậy là cô nhắc lại là gió mùa đông bắc bản chất của nó là lạnh và khô tuy nhiên gió này khi đi ngang qua vịnh bắc bộ rồi mới đến à, à, bắc trung bộ nên gió này à, mang đến nhiều mưa cho vùng bắc trung bộ Tiếp theo là từ tháng 5 đến tháng 10, à, nước ta ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam. À, chúng ta biết là gió mùa tây nam nó xuất phát từ à, vịnh thái lan di chuyển vào trong đất liền à, qua các cái nước như là thái lan rồi đến lào à, gió này do xuất phát từ biển à, nên nó mang theo rất nhiều hơi ẩm của miền biển cũng như mang theo nhiều hơi à, nóng từ miền xích đạo vào trong đất liền à, nên à, cái gió này có cái tính chất là nóng ẩm mưa nhiều khi gió mùa tây nam di chuyển đến sườn tây của dãy trường sơn thì uh, do cái trọng lượng không khí uh, này nó nặng bởi vì nó mang theo nhiều hơi nước nên trọng lượng không khí nặng uh, nó không thể vượt qua được cái uh, đỉnh núi uh, của um, trường sơn uh, nên buộc lòng uh, gió này phải trút hết cái hơi nước ở sườn phía tây của dãy trường sơn mà phía tây của dãy Trường Sơn là Lào. À, như vậy à, khi gió mùa tây nam đã trút hết à, cái hơi nước ở sườn tây à, rồi thì gió này nó không còn là gió ẩm à, nữa mà nó đã trở thành gió khô và lúc bây giờ trọng lượng không khí của gió này cũng đã nhẹ nên gió dễ dàng à, trượt qua à, các cái đỉnh núi của dãy Trường Sơn để đến với Việt Nam và khi đến với Việt Nam thì gió này do nó thay đổi tính chất rồi người ta không còn gọi là gió mùa Tây Nam nữa mà người ta gọi đó là gió phơn Tây Nam hay người ta còn gọi là gió Lào khi gió Lào đến lãnh thổ Việt Nam tức là Việt Nam nằm ở sườn Đông của dãy Trường Sơn đó nó làm cho thời tiết của Việt Nam À, vào mùa hạ trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 10 trở nên khô và nóng. Như vậy là chúng ta thấy là à, cái dải Trường Sơn Bắc nó có ảnh hưởng sâu sắc đến khí hậu của vùng à, và nó tạo nên sự phân hóa à, khí hậu giữa à, vùng núi phía Tây và vùng đồng bằng rất lớn, các không nè? Như vậy là vừa qua chúng ta đã tìm hiểu à, qua yếu tố thứ hai À, đó là khí hậu. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục à, tìm hiểu đến yếu tố thứ ba, đó là sông ngòi. À, vùng Bắc Trung Bộ à, mạng lưới sông ngòi khá dày đặc. Tuy nhiên các sông ở đây có đặc điểm à, là ngắn và dốc. Vì sao các sông ở đây phần lớn là sông ngắn và dốc là bởi vì lãnh thổ của vùng Bắc Trung Bộ hẹp ngang và à, vùng có các các con sông tiêu biểu đó là sông Cả và sông Mã và như khi nãy cô nói là vào mùa đông do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc nên ở vùng bắc trung bộ thường có mưa lớn mỗi khi có mưa lớn do địa hình ngắn và dốc nên thường dễ gây ra lũ lũ nơi đây lên nhanh nhưng đồng thời cũng rút rất là nhanh À, nói về khí hậu của vùng Bắc Trung Bộ chúng ta lưu ý một điều là vùng Bắc Trung Bộ làm vào mùa đông là có mưa trong khi các cái vùng khác là rất ít mưa thậm chí là không mưa nha các em nhé. Còn về mùa hạ thì các vùng khác có mưa nhiều nhưng mà vùng Bắc Trung Bộ lại là vùng có khí hậu khô và nóng vào mùa hạ. À, nói về cái yếu tố thứ tư đó là yếu tố về đất. À, ở phía tây của vùng bắc trung bộ thì có đất ferralit đất này rất thích hợp trồng cây công nghiệp lâu năm cũng như là trồng cây ăn quả và trồng rừng. Bên cạnh các cái vùng đồi gò có khá nhiều những cái cánh đồng cỏ tốt tạo điều kiện để phát triển chăn nuôi những cái gia súc lớn và vùng Bắc Trung Bộ được xem là vùng đứng thứ hai ở nước ta về chăn nuôi đàn lợn và đàn bò ở nước ta còn ở phía đông phía đông là đất phù sa sông biển đất này là đất phù sa có pha cát, do đó ít màu mỡ, ít phì nhiêu hơn so với phù sa châu thổ sông hồng và sông cửu long. Tuy nhiên đất này cũng rất thích hợp cho trồng cây công nghiệp hàng năm như là trồng mía, trồng lạc và trồng cây công cây lương thực thực phẩm và cây ăn quả. Và bên cạnh đó người ta còn chăn nuôi một số gia súc cũng như là gia cầm. À, tiếp theo đây, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về phần tài nguyên thiên nhiên của vùng. À, nói đến tài nguyên thiên nhiên thì chúng ta sẽ nói đến rừng. À, mời các em quan sát một cái biểu đồ. Đây là biểu đồ về tỷ lệ đất nông nghiệp có rừng phân theo phía Bắc và phía Nam của dãy Hoành Sơn. À, phía Bắc của dãy Hoành Sơn chiếm 61% à, diện tích rừng, còn ở phía Nam của dãy Hoành Sơn là 39%. À, như vậy chúng ta thấy rừng à, là được phân bố phần lớn là ở phía bắc của à, lãnh thổ vùng bắc trung bộ nói về à, cái giải hoành sơn thì chúng ta xem trên lượt nè giải hoành sơn được xem là cái à, ranh giới à, chia cái lãnh thổ của bắc trung bộ ra làm hai phần là phần phía bắc giải hoành sơn và phía nam giải hoành sơn nè ở phía bắc giải hoành sơn chúng ta xem có những khoáng sản nào so với phía nam thì phía bắc có à, rất là nhiều khoáng sản à, tiêu biểu đó là đá vôi nè, sắt cao lanh nè, rôm nè, chúng ta thấy có ở thanh hóa nè, ha, à, rồi tiếp theo đó đó là đá quý nè, à, thiết nè, đá vôi nè, à, vàng à, và măng gan có ở nghệ an, còn hà tĩnh thì có sắt và có titan nè à trong khi đó ở phía nam giải Hành sơn thì chỉ có nước khoáng thôi à tài nguyên thứ ba đó là tài nguyên về du lịch à, nói đến du lịch thì chúng ta phải nói đến cái ngành là du lịch biển nè à, ở vùng bắc Trung bộ gồm 6 tỉnh. 6 tỉnh này đều giáp biển và 6 tỉnh này đều có cái địa hình giống nhau là phía tây có núi gò đồi còn phía đông là đồng bằng. À, à đặc biệt là ở phía đông vùng à, do có giáp biển nên các cái tỉnh trong vùng à, có điều kiện phát triển à, các cái ngành kinh tế biển à, như là đánh bắt nuôi trồng thủy sản, à, giao thông vận tải biển và du lịch. À, khai thác khoáng sản à, riêng ngành du lịch biển thì chúng ta thấy Thanh hóa có cái à, bãi tắm Sầm Sơn nè, Nghệ An có bãi tắm cửa Lò nè, Hà Tĩnh có bãi tắm Thiên Cầm nè, ở Quảng Bình thì có bãi tắm Nhật Lệ nè, ở thì Thiên Quế thì có Lăng Cô nè. à như vậy chúng ta thấy rằng là tài nguyên rừng và khoáng sản của Bắc Trung Bộ phần lớn là tập trung ở phía bắc của dãy Hoành Sơn, còn ở phía nam là chủ yếu phát triển ngành du lịch À, sau đây chúng ta sẽ theo dõi một số những cái bãi tắm à, nổi tiếng ở bắc trung bộ à, đó là bãi tắm sầm sơn ở thanh hóa à, cửa lò ở nghệ an hay là thiên cầm à, ở hà tĩnh nè à. và tiếp theo đây chúng ta sẽ theo dõi một cái hình ảnh về một cái động đó chính là động phong nha kẻ à, bàn ở tỉnh quảng bình Bên cạnh những cái thuận lợi mà cô vừa nêu thì vùng gặp cũng không ít những cái thiên tai à, do à, thiên nhiên mang đến. À, thiên tai thứ nhất đó là những thiên tai nào? Chúng ta theo dõi những cái bức ảnh sau đây. Đó chính là bão lục. À, do vùng có giáp biển nên là cả 6 tỉnh trong vùng hàng năm đều ảnh hưởng của bão, trung bình mỗi một năm nước ta có từ 8 đến 10 cơn bão à, thì ở cái vùng Bắc Trung Bộ này đều ảnh hưởng các cơn bão đó hết. Bên cạnh cái thiên tai là bão lụt thì vùng còn có những cái thiên tai khác nữa như là thiên tai về lũ quét Hồi nãy cô có nói là vào mùa đông vùng thường hay có mưa lớn do địa hình hẹp ngang mà dốc nữa do đó khi có những cái cơn mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ thì lũ của các sông lên rất nhanh dễ gây ra cái hiện tượng là nước dâng cao và bên cạnh đó là do cái độ dốc lớn nên là các cái dòng chảy nó cũng chảy mạnh và chảy xiết gây ra các cơn lũ quét À, những cái cơn lũ này có tác hại rất lớn à, đối với mùa màng cũng như là tài sản và tính mạng của người dân nơi đây à, cái thiên tai kế tiếp nữa khi nãy cô nói là vùng này vào mùa hạ ảnh hưởng của gió lào hay còn gọi là hiện tượng của gió phương tây nam và bên cạnh đó vùng còn có cái hiện tượng là các bay cắt lấn vào trong các cái cánh đồng thậm chí lấn sâu vào trong đất liền và bên cạnh đó vào mùa hạ thì vùng do ảnh hưởng của gió lào nên thời tiết khô hạn dễ gây ra nạn hạn hán và cháy rừng. Như vậy các biện pháp để giảm thiểu thiên tai của nơi đây đó là những cái biện pháp nào? À, thứ nhất là xây dựng hồ chứa nước, à, thứ hai là phát triển thủy điện, à, thứ ba đó là xây dựng các cái hệ thống kênh mương dẫn nước à, và thứ tư đó là phát triển cái mô hình nông lâm và ngư nghiệp kết hợp. À, như chúng ta biết là vùng vào mùa hạ thì thường à, hay à, thiếu nước dẫn đến khô hạn cũng như là à, mùa đông thì thường có lũ nên việc xây dựng các cái hồ chứa nước à, xây dựng cái hệ thống dẫn nước này nó có cái vai trò là à, thoát nước vào mùa lũ à, hay là còn gọi là tiêu nước vào mùa lũ và là nơi à, dự trữ nước cung cấp nước cho cây trồng cũng như là sinh hoạt của người dân vào mùa hạ bên cạnh đó thì là một cái vùng có núi gò đồi ở phía tây mà chúng ta biết là rừng nó có vai trò rất lớn đối với việc phòng chống thiên tai nên cái biện pháp kế tiếp đó là phát triển rừng đầu nguồn trồng rừng để phủ xanh đất trống đồi trọc trong rừng ngập mặn ở ven biển và trồng rừng ven sông ven biển để chống cái hiện tượng cát bay đó là một số những cái biện pháp nhằm giảm thiểu thiên tai của vùng bắc trung bộ như vậy vừa qua chúng ta đã tìm hiểu về phần điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên của vùng cũng như là những cái yếu tố tự nhiên đó có ảnh hưởng đến vùng như thế nào đem đến cho vùng những cái thuận lợi cũng như những cái khó khăn gì đây là phần nội dung ghi bài ở nội dung thứ hai điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên tiếp theo đó là nội dung thứ ba là đặc điểm dân cư xã hội của vùng thì phần này như khi nãy cô nói là các em sẽ tự học các em nhé à, để củng cố lại à, kiến thức của phần nội dung thứ nhất và thứ hai thì cô và các em sẽ cùng nhau à, trả lời uh, một số những cái câu hỏi sau đây à, câu hỏi thứ nhất câu hỏi về tỉnh thừa thiên huế à, tỉnh thừa thiên huế có cố đô huế Cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm nào? À, có 4 đáp án. À, đáp án thứ nhất, A. Tháng 12 năm 1993, B. Tháng 12 năm 1994, C. Tháng 12 năm 1995, và D. Tháng 12 năm 1996. Chúng ta sẽ chọn đáp án nào trong 4 đáp án các em? Chúng ta sẽ chọn đáp án nào nè? Chúng ta sẽ chọn đáp án A là đáp án đúng nhất chúng ta sang đến một cái tỉnh thứ hai đó là tỉnh Nghệ An à, trong các cái địa điểm sau đây à, nơi nào thuộc tỉnh Nghệ An đáp án A à, bãi Cá Nhảy Đồng Phong Nha à, đáp án B làng Sen Thành phố Vinh Cửa Lò đáp án C là Lăng Cô Nhật Lệ và Thiên Cầm trong ba đáp án này chúng ta sẽ chọn đáp án nào là đáp án đúng nhất em đáp án đúng nhất đó chính là làng Sen À, quê hương của à, Bắc Hồ ha đáp án B làng sen à, thành phố Vinh cửa lò câu hỏi thứ ba à, trong các cái dãy núi sau đây à, dãy núi nào là ranh giới phía bắc của tỉnh Thanh Hóa A dãy Hoàng Liên Sơn B dãy Hoành Sơn C dãy Tam Điệp và D dãy Bạch Mã như vậy trong bốn đáp án chúng ta sẽ chọn đáp án nào các em chọn đáp án nào mà khi nãy cô nói giới hạn của à, vùng là từ dãy núi nào đến dãy núi nào đó nè đó chính là dãy Tam Điệp qua đến câu hỏi thứ tư à, Quảng Bình có di sản thế giới nào a Thánh địa Mỹ Sơn b phố cổ Hội An c à, Phong Nha Kẻ Bàng và d là cố đô Huế chúng ta sẽ chọn đáp án à, c là đáp án đúng nhất À, chúng ta sẽ chọn đáp án C là phong nha kẻ bàn. Chúng ta qua đến câu hỏi thứ năm. Mỏ khoáng sản nào ở Hà Tĩnh có trữ lượng lớn nhất ở nước ta? A. Thiết B. Sắt, C. Đồng và D. là Thang. Chúng ta xem à, trong cái lượt đồ này, à, tỉnh Hà Tĩnh đây nè. Như vậy tỉnh Hà Tĩnh có cái à, mỏ khoáng sản nào có trữ lượng lớn nhất của nước ta các em? Đó chính là sắt như vậy là vừa qua cô và các em đã tìm hiểu qua nội dung thứ nhất về vị, vị trí địa lý giới hạn lãnh thổ của vùng bắc trung bộ và nội dung thứ hai là điều kiện tự nhiên và tài nguyên của vùng nội dung À, bài học hôm nay đến đây là hết các em ở nhà các em học bài 23 và sau đó các em chuẩn bị cho cô nội dung bài 24 các em sẽ tìm hiểu trước về tình hình phát triển kinh tế cũng như là các trung tâm kinh tế của vùng các em nhé nội dung bài học hôm nay đến đây tạm dừng à, cô chào tạm biệt các em à, hẹn gặp lại các em ở tiết học sau